Hi, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay thì hôm nay là cái ngày lễ tạ ơn hả mọi người, ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn của người Mỹ. Nên là hôm nay ông xã mình cũng có mua, đó, có mua một con gà tây. Và bây giờ thì mình sẽ làm con gà tây này, đó. Con gà tây này để mình ăn lễ Thanksgiving hôm nay nha mọi người. Đây, con gà tây này thì mình mua ở ở siêu thị là cái trọng lượng của nó là 15 bao là tầm khoảng 6 kg 7 kg, gần 7 kg mọi người đó. Nên là mình mua con gà này tổng cộng là 21 đô la đó, với con gà này 15 bao mọi người đó. Đó là hôm nay thì mình cũng làm một món, ông xã mình cũng làm thì mình cũng tiếp ổng, mình làm con gà, còn ổng làm những cái món khác. Bây giờ ổng đang làm ở ngoài vườn, ổng đang sửa cái máy cài đó, nên là ổng không có làm con gà. Mình biết mình có thể mình làm con gà được, thì đây là lần đầu tiên mình tự tay mình làm nha. Mấy năm trước ổng làm không à, nên là năm nay mình có kinh nghiệm, và năm nay là mình tự tay mình làm con gà này. Thử thấy ngon không, theo người Việt nha, nhưng mà mình dạy như mình làm cũng theo người Mỹ, cái cách ướp rồi này kia, của cách nấu của người Mỹ nha mọi người, không phải là của người Việt. Nó to ú ù luôn mọi người ơi. Đó. Wow. Mình mua về, mình mua cách đây tuần rồi, thì khoảng 3 ngày trước thì mình lấy ra khỏi tủ đông rồi mình để ngăn mát tủ lạnh cho nó rã đá ra, vừa nó mềm rồi đó mọi người. Đó. Đậu cô ve nè, rồi mấy cái lá này là lá của đặc trưng của ướp, để ướp gà nè mọi người. Đó, mấy cái lá này nó rất là thơm. Mấy cái lá này mắc lắm mọi người. Hai đồng một bịch kia đó, 40 mấy ngàn, 50 ngàn tiền Việt Nam một bịch kia đây. Đó, còn cái này là đây, một con gà quá xá to luôn mọi người, gà tây nè mọi người. Wow. Ở Mỹ họ lễ Thanksgiving là giống như Tết mình vậy mà nó cũng lớn lắm. Chợ mấy ngày nay đông dễ sợ đông luôn, trước khi lễ là đông dễ sợ đông luôn vậy đó. Wow. Con gà quá xá to luôn á. Quá xá to, thịt kho rau muống nè. Thì mình rửa. Bây giờ mình rửa nước muối với lại giấm rồi này kia, mình sơ chế giống như Việt Nam vậy đó. Bây giờ mình chuẩn bị cái thau nè mọi người, đó, mình chế vô đây một ít giấm, chế vô đây, cho vô đây một ít muối, rồi cho vô đây một ít gừng. Mình bỏ con gà này quá. Ok, mình rửa nó. Mình có thể mình ngâm nó trong vòng, mình ngâm nó trong vòng 10 phút cho nó ra bớt cái mùi tủ lạnh rồi này kia. Mùi già, mùi tủ lạnh, mùi hôi đó mọi người. Đó, sau đó mình rửa. Cho thêm vô miếng nước nữa. Sau khi ngâm 10 phút rồi, bây giờ mình rửa mọi người. Lấy mấy cái này, mấy cái đầu nè, cái cổ đó. Mình chà nó cái ngoài này nè, nó có mấy da vàng vàng này nè, mình chà bớt đi. Lấy sát gừng này nè, chà lên cho nó sạch. Chà lên. Nè, mấy cái dơ đó, mình rửa cho nó sạch đi. Ngâm nãy giờ nó ra, ra nó đi dơ. Mấy cái vàng gà ta, gà mình cũng vậy. Phải rửa vậy nó mới sạch được. Sau khi rửa nước gừng rồi xong thì mình sẽ rửa lại vài nước lạnh. Rửa trong rửa ngoài cho sạch nha. Đây, con gà mình rửa xong, mình sẽ cho qua đây. Đó. Mà mình dùng khăn giấy, khăn nhà bếp mình
mình lai cho nó khô đó, mình lai như vậy đó cho nó khô nè. Như vậy thì cái gia vị mình ướp ở đây nó mới thấm, nó không có bị loãng nước á, nó không có bị nhạt á mọi người. Lao trong rồi nó, hồi nãy giờ mình để cũng ráo nước rồi đó, nhưng mà mình phải lao trong cho nó mấy cái mỡ này cắt bớt bỏ đi. Ok, mấy cái cổ này lát mình chặt mình bỏ vô trong. Bây giờ mình ướp cái phần ngoài này nè, nó có cái da này mọi người, mình phải lận như vậy nè. Nó mình móc cái da này lên cho nó tách ra hai lớp, một lớp da với một lớp da ở ngoài, nó như vậy đó, để cho mình ướp, mình ướp gia vị vô đó. Ok, xong mình đi, đây là bơ nè. Cái này là bơ mình hồi nãy mình hai gần một cốc bơ mình bỏ vô lò vi sóng. Rồi mình cho nó chảy ra. Nó còn đây là cái lá parsley. Bỏ vô đây. Rồi tỏi nè, tỏi mình băm rồi nè, bỏ vô luôn. Đó, mấy cái lá này mình băm vô luôn. Mình tuốt bớt cái này ra. Công nhận mấy cái lá này thơm, thơm lắm mọi người. Cái lá này giống như cái lá quải hương đó, thơm lắm đó. Mình băm cái này ra. Mình cho vô cái tô này luôn đó. Cái tô này thì giờ mình cho vô đây, mình đem vô đây nè. Một muỗng muối, một muỗng cà phê muối, nửa muỗng nữa đó. Mình đem vô đây hai muỗng cà phê đường. Và một muỗng cà phê tiêu. Mình khuấy nó lên. Mình cho vô đây khoảng 2 muỗng cà phê dầu ô liu. Để cho cái da, khi mình trét ra ngoài cái da nó không có bị ấy. 3 muỗng đi. Cái da nó không có bị cháy á. Giờ thì mình băm cái này ra. Chặt cái này ra. Bỏ vô trong. Bây giờ mình bỏ vô lẫn cái da này. Tay mình rửa sạch đi, mình làm cho nó dễ nha, chứ mình mang bao tay rồi làm khó lắm. Móc hết, tách cái tay da nó ra vậy đó. Sau đó thì mình trét cái này vô, trét cái hỗn hợp mình vừa trộn á. Đùi rồi mình cũng trét hết. Chở cái đầu này mình cũng trét trong này luôn, từ cái hông này xuống đó. Nhà chứ cái da nó cũng dễ bể đó, rất cái da cái không có đẹp. Lần hơi khó hơn à. Nhét từ chỗ nào nhét cho nó thấm hết. Bắt đầu rồi, xong rồi cái mình trét ra ngoài này, trét ngoài này ướt sau cùng. Bây giờ mình sẽ nhận gia vị ướp vô đây. Bây giờ mình tiến hành mình ướp ở trong này. Cái này đầu củ cánh này nè, mình cũng cho vô đây tí muối tiêu cho nó thấm, ướp sẵn cái này cho nó thấm. Xong mình bóp nó lên, mình để cho nó thấm tí. Bây giờ mình bỏ cái
cái phụ tùng này vô. Cổ, cái cổ với lại cái gan với cái mề. Cổ với gan với cái mề đó. Xong ở đây mình có hành tây nè, củ hành tây. Mình xắt về nè, mình nhát vô luôn cho nó thơm nha. Hành tây nhiều nó thơm chứ không có gì trơn. Mình vét hết mấy cái dụng dẻo nè, bỏ vô đây. Cái bỏ ủng, cái bỏ có gì hết trơn. Mấy cái bơ này nè, làm cho nó ra ấy, trong cái đĩa hồi nãy giờ nó lạnh là nó đông lại hết trơn à. Bữa nay trời lạnh á, mình quay cho nó ra nước, cái xong cái chưa kịp làm cái đĩa là nó lạnh lại hết trơn à. Bây giờ mình để đây mình ướp, khoảng 2 tiếng đồng hồ đi. Cái này nó lại phải ướp sớm nè thì nó thấm nó ngon. Chán thì làm tôi buông chuyện quên đó. Quên nữa, hành lá mọi người đó, hành lá mình thu hoạch ngoài vườn đây. Có cái bụi hành lá mà ăn ra ăn mấy tháng trời mọi người thấy nó tốt ghê không nè, dài nè đó. Bây giờ mình lấy luôn củ luôn á, mình cắm lại như vậy, mình cột lại, mình nhét vô trong bụng luôn. Xong đây đi kiếm cái kim coi có cái kim hôm mai cái đít này lại. Nó vô đây luôn cho nó thơm. Giờ mình mai cái này lại cho nó khít lại cho nó đẹp. 2. How's the turkey going? Interesting? Yes. Is this your first turkey? Yeah. First I make. This is the first one you've made? Yeah. Nó sau khi mình mai xong thì giờ hai cái chân nè, mình tấm lại mình cột luôn. Cho nó khép lại. Xong rồi mình để đây mình ướp khoảng 1 tiếng nha mọi người. Đây gà của mình ướp ra được 1 tiếng rồi mọi người. Đó, bây giờ ở đây mình có một cái khay này là mình khoai tây với cà rốt nè. Đó, mình gọt xong mình cắt như thế này rồi mình nêm vô đây 1 tí muối với lại 1 tí tiêu. Với lại cho vô 1 ít dầu ô liu cho nó thấm ở dưới này, nó không có bị cháy trước khi mình bỏ con gà lên trên á. Thì trong khi mà nó nóng, chờ nóng con gà mà cho nó nhiễu cái nước xuống á thì nó sẽ bị cháy cái này nếu mình không có đổ là dầu vô. Rồi chút nữa mình sẽ cho vô 1 tí xíu nước nữa. Đây là mình có cái khay này đó, mình để đây và mình để con gà lên trên. Để cho con gà lên trên như thế này. Mấy cái nước này đắp lên cho nó thơm. Và bây giờ cái lò của mình đã mình bật lên là 220 độ độ F thì khoảng 110 độ C mọi người. Đó nên bây giờ mình cho vô đây, mình cho gà vô. Cái lò này mình lấy cái khay ở trên cùng ra và mình để cho cái lò nó ấy. Nó vừa luôn, lấy cái khay xuống nó mới vừa. Đó. 220 độ F, mình nướng chắc khoảng là 4 tiếng. Mình dự trù là nướng khoảng 4 tiếng. Hồi nãy mình để là 220 độ F nhưng mà ông xã mình nói là nó như vậy thì nó sẽ lâu quá. Nó phải 5-6 tiếng lận nên là ông tăng lên 350 độ F nha mọi người. Hello everyone, I get to cook today. Now, oh look, orange. I'll show you in a second with the orange. Okay. Today, we're cooking Thanksgiving dinner, and one of the traditions for my family and many families in America is candy, what we call candied sweet potatoes.
And so I'm going to show you how I learned to do it. Well, how I learned from my mother. My mother learned from her, my father's mother, because this really is a Southern dish in particular. My father was from North Carolina. So first thing is, you don't need to see all this, but cut the pieces relatively fat. You don't want them too thin, because in the cooking process, if they're too thin, they'll start breaking up as you turn this over the next hour, because we're going to cook this in the pan about an hour, maybe a little more than an hour. Okay, bây giờ ông xã mình đang cắt khoai lang. Khoai lang mình gọt sẵn rồi, giờ ông cắt khoai lang. Ông nấu cái món khoai lang với đường đó mọi người. Ông nói là ông học từ mẹ của ông. Mẹ của ông chỉ cho ông nấu này, và mẹ của ông thì học lại được của bà ngoại của ông. Bà ngoại của ông thì ở North Carolina, nên là nấu cái món này giống như là món gia truyền đó. Giờ cắt hết khoai lang bỏ vô đây, xong cái bỏ đường, bỏ đồ vô. So now we put some water in it. We're going to put some water in it, and basically we're going to cook it so the water boils off, leaving the sugar and the butter. And sometimes you put a little more. I pour out some water, give it a little rinse. But you want maybe that much water in there, sort of like rice. Yeah. That for me, that's good enough. Exactly. Okay. Okay. Now we can come back over here. Here, come right here. Now we're going to put about almost a cup of bread. There's a lot of potatoes, so we're going to put about a cup. Whatever that is, that much. Một cup đường nâu nha mọi người. Maybe that's a little more than a cup. I don't know. Maybe that's enough. Don't squish it. Also, now, sometimes I do this, sometimes I don't. But I think what we're gonna do, we're gonna put a little more flavor in here. So let me see, how big of this make. It's big. You have a small. We need. No, we don't have smaller. We don't have smaller. Yeah, we need to buy smaller. I thought we had smaller. Okay, we're gonna just put a little orange in here. Give this a little flavor. Bỏ cái vỏ cam vô để cho nó có cái mùi thơm. And I like orange a lot. In fact, half my clothes are orange, but I'm not allowed to wear them because Teeth thinks I look like a clown. Because Teeth thinks I look like a clown. Squeeze, huh? Yeah. Oh. The juice won't hurt us. Put a little juice in there. Mm-hmm. Mm. Better than Wrangell orange. That's enough. And butter. Now, in a thing like this, I would put, this is like 2 sticks of butter, and pretty much we're going to put most of this in there. Mm-hmm. Basically, you're putting a lot of butter in here, you're putting a lot of sugar in here. Yeah, you can't do too much. Yeah, I think that's enough. So. Oh yeah, I like butter. Yeah, I know you. Baby boy. Okay, now what we're gonna do? Salt. You want? Oh, salt. We forgot. Thank you very much. Salt. I think we're gonna put about. How much? Half teaspoon. Yeah, a little less than half. Okay. What do you think? That's good. Yeah. Because the butter have salty. Yeah, the butter has salt in it too. Yeah, we don't want too much salt. But you got to put some salt. If you don't put salt in it, it's going to taste like crap. Okay, what else do we want to do now? Cover it. Okay, đậy giông lại và nấu thôi. We're going to start out pretty high heat. Because what I want to happen, the water, we have the cover on now, mm-hmm. because we want the water to boil, mm-hmm. and for all the butter, the sugar, everything to melt. Okay.
And then we're going to lower the heat. Okay. And then cook it on low heat because you have to be very careful. This will burn. Okay. Very easily once the water's gone. So the idea is get everything mixed. You give it a stir, and we'll show you how to stir it so you don't break everything up. Give it a stir, but then watch it very carefully when the water's almost gone, because okay. It'll instantly go from nice to black, even blacker than me. Okay. Okay. So this will take maybe 10, 15, 20 minutes like this. Okay. So bây giờ là để lửa lớn. Bây giờ bắt đầu để mới bắt lên là để lửa lớn cho bơ đường rồi này kia nó chảy ra và nó thấm hết gia vị. Thì sau đó ông sẽ đảo kiểu như là đảo nó lên và hạ lửa, nấu lửa lớn khoảng 20 phút rồi bắt đầu hạ lửa. Đây gà của mình, thua cây của mình đã được 1 tiếng 45 phút rồi mọi người. Nhưng mà bây giờ ông xã mình nói cái khoai tây rồi này kia nó bị cháy, nên là bây giờ ông sẽ lấy ra. Ok. Lấy ra và đổi cái tray. Đổi cái vỉ nước. Yeah. Wow. So good. So now we're going to move that to this. Yeah. Yeah. Don't do this at home. Okay. Eat the fish. Oh, yeah, wear your glove. No. I know. Too late now. Be careful. Oh, my hands! Okay, bird. Get back to work. After a few minutes. Yeah. Now, it's boiling vigorously. Okay. So we can turn down the heat a little bit. Fine. Giờ hạ lửa. Đang nó sâu lên rồi, giờ mình hạ lửa. Let's give this a stir. Okay. Spatula. Okay, bây giờ mình bỏ cái lá parsley vô thêm đó mọi người, nên bây giờ nấu thêm khoảng 5-10 phút nữa. How many minutes do you think? I think about another 10. 10 phút nữa, đó. Để em thử thôi. 15 minutes, 20 minutes. 15 phút nữa. But okay. We have to keep stirring it so it doesn't burn. Okay. And I like that. Good. Okay. Here. I just turned down the gas. The heat's now, you see? Mm-hmm. Heat's okay. Now a little lower. It's boiling like that, which is good. Everything's getting melted. Let's keep it covered like this. And then we'll probably turn it in about 15 minutes. Look at everything. Our turkey's 350. We're going to lower it to 325. You know, cook a little slower there. Turkey's looking good. And let's look at our potato. 250 and low now. 325. Okay. 325. Từ 350 mà bây giờ hạ lửa xuống còn 325. Okay, let's take a look at our potatoes. Oh, see? Now, notice everything's nice and melted. It's bubbling good. We're going to lower the heat a little bit more. We don't need a lot of heat. Just a little bit more. Now, right now, I'm going to keep the cover on. But later on, as we get closer to the potatoes being done, we take the cover off. But then you have to watch it continuously, because otherwise it goes from perfect to burned in like literally in a minute. Okay. Bây giờ thì để nước bây giờ để cho nó cạn nước thì bắt đầu canh nó hơn, tại vì sợ nó cháy, để cho nó cạn nước luôn. Now the reason I cut them fat was because I want to turn them now without breaking them up. So. You know, a lot of times it's not possible to turn them. This is a nice pan, so we can turn them. But you just want to be able to give them one turn, maybe in the course of cooking, maybe two turns. Nó cắt dài như vậy để cho nó khi mà mình trở nó vậy, nó không có bị bể cái khoai ra. Let's check our potatoes. Kiểm tra. Whoa. Mọi người. Wow. Whoa, look at that. Beautiful. Good. Let's test them. Uh-oh, close the oven. Jet puff marshmallows. So here, take a look. Come here.
You see how it's boiling there? It's getting very close. So I'm going to put the marshmallows on there because I like marshmallow flavor. It goes really good with the sweet potatoes. Mm-hmm. A lot of people will put this in the broiler for 2 or 3 minutes in the oven, and then that browns the marshmallows very nicely. A lot of times I just keep it on the top of the stove and cover it that way, and I'm very happy with that. Because I just like the melted marshmallow flavor. So be careful, don't touch that because it's very hot. Let's check Mr. Bird here. Oh my God. Looks good, T. Okay. You want to stick this? I don't know. In the breast? Yeah. Temperature? Make sure it doesn't hit any bone. And we get a temperature of 180. Oh, it's very high. Okay. One low? Yeah. Turkey's done. Chicken done? Turkey's done. Okay. 3 hours. Not 3 hours. 3 hours. I'm going to turn this to broil real quick because the potatoes are going to go in there for a second. Okay. Oh, my God. Look at that bird. You better be juicy, T. Okay? Okay. Oh, give me the other rack. Yeah. And we'll just keep it in here for like a minute. Okay. You got to be real quick with this. Ooh. Oh, beautiful. Turn up. Okay. Beautiful. Beautiful. That's why you got to watch it closely. And I put it pretty high, but... I'm going to start the cranberry sauce now. And all this is water, about a cup and a half of water, and about a cup and a half of sugar. Okay. And it's going to come to a full boil. The sugar will melt. Mm-hmm. Then I'm going to put the cranberries in. Mm-hmm. Then I'm going to put a little orange juice in. Mm-hmm. Then mix that. When the cranberries burst, it's done. And we're done. Và bây giờ thì ông xã mình làm cái mứt cranberry mọi người. À đó, bây giờ cái đó trái nó giống như trái berry đó. À, nên là mà nó cái mùi nó kỳ lắm, nó giống như là mấy trái mà hoang dã đó. À, bây giờ ông đổ vô đây là 2 cup đường. How many water? I forgot. 1.5 cups of water. Một cup rưỡi nước. Đó, bây giờ nấu sôi lên và bỏ cái đó vô. Okay. So, here we have this is sugar and water. Boiling vigorously. We're going to put all our cranberries in. This won't take long. Notice they're very hard now. They're very hard. What's going to happen is they're going to, as they cook, they're going to burst. I'm going to put a little more water in there and I'll put some orange juice in there too. Okay. I have orange zest here and a little pulp from the orange. I added already about a quarter cup of orange juice from this orange, but the cranberries now are much softer. You see a few of them are bursting, but we're going to wait a few more minutes before I, well, actually, this is good. Giờ ông bỏ cái giỏ cam vô phần này, cho nó có mùi thơm. Cái này nấu nhanh lắm, nấu khoảng 30 phút. How many total? Nếu đây? Oh, this is about 15. As soon as all the cranberries burst, then it's done. Cái cranberry này mà nó bể ra là được rồi. Bể hết rồi là được rồi. Ngay đã bể lách tách 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 vậy. This looks beautiful. Now, really, if you like it cold, you should probably do this the day before and let it chill, and it's very liquidy now. But I don't care. I like it warm. But, you know, this will take a while before we can eat it because this is very hot now with all that sugar in there. Mm-hmm. So gas off. All the gas is off now. We're finished here. Okay. Our potatoes are done. Oh, not to me. Give our green beans a stir here. Oh, I'll put actually, you know what? On these, a little higher heat won't hurt them. Have a nice little flavor to them. 1 minute there. Well, are we ready to cut the bird up? Yeah.
Okay. I don't like. Okay, I don't like chopping turkey. So don't complain. Don't complain about how I do it. Oh, we should cut from here first for people. Look. Can I eat now? Yeah, you can eat now. How? Good? Wing. See, that's the wing. Okay, xin mời mọi người cùng ăn với gia đình mình nha. That's the wing? Wing, wing. The other wing? Yeah. How is it? Like this, and I can't tell you. What do you mean you can't tell me? Is it a secret, you mean? Oh my God. The skin is so crunchy. The skin is crunchy. Mm. It looks beautiful, T. Sorry. Sorry. Oh. Wow, the butter is so good. A drumstick. Come on, Tien, here it is. Okay, that's it. Yeah, Chin Chin. Nothing makes Thanksgiving go better than a lot of booze. What that mean? It means every man understands what it means. Okay, man, understand. I am a woman. Exactly. They'll tell you on the comments. Okay. Please explain to her what that means on the comments. Really good, honey. Best turkey I've ever had. Oh my God. Best ever? Yeah. I mean, you. Really good. Yeah. Juicy and tasty. I mean, it's the opposite of most turkeys, not juicy and it's not tasty. That's why we only eat turkey once a year. Cranberry sauce. You try it? Not bad. That's pretty good. A little tart, not too sweet. Really good. Cranberry sauce is really good for the breast because usually the breast is the driest. The turkey is really juicy. This turkey is the juiciest turkey I've ever had seen in my life. Người Việt mình nấu món này cũng món Mỹ món nào mình nấu ăn cũng thấy ngon. Look, they're the herbs you put inside. Yeah. Mà thiệt, gà nó không có bị khô, giống như mình ăn đã từng ăn mấy năm trước ăn mình đâu có làm, người ta làm mình ăn không à? Oh my God. Wow, baby, really. And I'm not just saying this for the video, because. Oh wow. This really juicy. It's a juicy turkey. It's a butterball, by the way. Did she tell you it's a butterball? I only get butterball. I'm very happy with butterball. Don't get more expensive brand. Don't get more cheap brand butterball. Very good. Can you try it? Yeah. And then before when you're yelling at me, quit eating them. Oh my God. I like my cranberry sauce too. You want to try some? No. A little bit? No. A little bit? No. No. See? Oh, that's the real tea coming out. Ngọt mà nó ăn được, mà nó ăn được. She doesn't like sweet. Yeah.
cái mùi của cá lá này mà nó thơm vậy đó. Thơm ghê luôn á. Ăn mừng ra bây giờ mình sẽ thử cái này coi nó ngon đến cỡ nào. Giờ tới đồ ngọt nha, cái này là ngọt nha. Ở đây sweet. Yeah. Cái này thì mình ăn hoài. Cái này không làm hoài à. Chỉ có cái món này thôi, thỉnh thoảng mới làm. Hình như lần đầu tiên là ông làm món này. You eat this, huh? Yeah. Good. Really good. Really good. Not too sweet. And the orange. Chua chua. Mặn mặn, ngọt ngọt. Cái mùi của vỏ cam nữa. Hơi đắng đắng. Và cái trái nó hơi đắng đắng rồi. Hơi nhẫn nhẫn. Cái màu đỏ đẹp kia không? I like the flavor of on. It goes good, huh? Mùi nó cam. Say that for me tomorrow. Yeah, thank you. For you. Oh my God. I have that whole piece of chicken, the meat. Oh, so juicy. Oh my God, juicy. It's the best turkey I've ever had, man. No, why? Ever. Now, I've had a lot of turkeys, you know. I've had 70 years of turkeys. What? Okay, I'm on. Good? Yeah. Of course, I made it. Well, what do you think? What part do you like? The sweet potato or the... Sweet potato. Yeah. Oh my God. Oh my God. Makes tea. Makes that, yeah, and that. Yeah. Okay, so bây giờ mình sẽ ăn cái bánh táo này cho mọi người xem nha. Đó, đi, can you cook? So now we eat the dessert now. Apple pie. This is my third glass of wine. This day is much better now. It was a juicy turkey though. Oh my God, turkey's good. Okay, apple pie. Now T has spoiled me with apple pie because I showed her this is my mother's recipe, and T watched me make it once, and next thing you know, the next time she made it was as good as mine, and the next time she made it after that, it was better than mine ever was. So, what can I say? Is this all apple, no peach? No peach. Okay. Sometimes we make half apple, half peach. That's very tasty too, but when T makes a pie, anything she makes is tasty. I mean, tell me, this is the best bird I've ever had in 65 years. Yeah, I'm full. Okay, let's eat pie. Là bữa nào rảnh mình sẽ, tại bữa nay nấu nhiều quá. Bữa nào rảnh mình sẽ làm cái mình chỉ cho mọi người làm cái món này. Not too sweet. When I have time, I will make that for recipe apple pie for American. Why didn't you do it now? I don't understand. Today a lot of things to do, and I make yesterday. It's too late, and I have a lot of things to do. Last night, I can't show. That's why I asked you, why you didn't make video? Mm.
I love my crust. Hey, sweetie, your crust is the best. Your crust is the best, but the apples are the best. Not too sweet, a little tart. Bây giờ bánh ngon rồi. You could put a little more lemon juice in. Add more? A little more, yeah. For me, it's sour. You're supposed to taste both. You're supposed to taste sweet and sour. Oh, sorry. Ngon rồi. I wanted that crust. Không có, không ngọt lắm, không ngọt lắm. Hay chua chua. I gotta stop eating. Nguyên một cái apple đó mà nó xẹp lại còn nhiều đó. Okay, I'm gonna explode. Don't let me eat anymore tonight. Okay. All right, come on. I'm full. I'm stuffed. Oh my God. Okay, I'm leaving. I miss checking it out. Oh, okay, I can't eat now. What's that? Really good. Okay. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Thank you for joining us. Until the next time, we only got 364 days to go. Nó còn 365 ngày để